Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Góc nhìn hôm nay của truyền hình Quốc hội Việt Nam với chủ đề Chặn đứng sóng ngầm tà đạo. Thưa quý vị, Việt Nam luôn coi trọng quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng của mỗi người dân, đồng thời luôn luôn nỗ lực bảo đảm các tôn giáo được hoạt động bình thường trong khuôn khổ của pháp luật. Tuy nhiên, việc các tà đạo khoác áo tôn giáo du nhập biến tướng thời gian qua đã và đang vi phạm cả về pháp lý và đạo lý, tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế, văn hóa và tình hình an ninh trật tự ở một số địa phương. Và một số tà đạo bị các thế lực thù địch phản động lợi dụng kích động hoạt động chống chính quyền nhân dân, thuyết giảng kinh sách có nội dung phê phán, đi ngược lại với văn hóa truyền thống, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Với tham vọng đẩy nhanh các cái hoạt động phá hoại, những đối tượng cầm đầu các tổ chức phản động người Mông này đã triệt để lợi dụng hai nhóm tà đạo là Dê Sùa và Bà Cô Dợ. Đó là những ngọn cờ để tập hợp lực lượng. Chúng đã vẽ ra những viễn cảnh giàu sang để liều binh, người dân bỏ bê đồng ruộng, nương rẫy. Niềm tin của người dân đã bị chà đạp, sự nhẹ dạ đã bị lợi dụng để phục vụ cho những âm mưu đen tối của chúng. Chúng tôi tìm ra bản chất, mưu đồ đen tối của những kẻ lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà nước ta. Cái bản chất của hai cái tà đạo này thì là xuyên tạc cái kinh thánh chính thống, rồi là lợi dụng vấn đề dân tộc đấy, thì là để mà lồng ghép làm tuyên truyền các cái gọi là cái mang tính là phản động. Hoạt động lập nhà nước mới xuất hiện tại tỉnh Điện Biên từ năm 2003 từ một số đối tượng tin và làm theo luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch phản động trong dân tộc Mông ở nước ngoài, sau đó diễn biến ngày càng phức tạp. Các đối tượng là rất chú ý lợi dụng đến cái địa hình, địa vật. Đấy, thế rồi những cái nơi mà quần chúng nhân dân bị ảnh hưởng, tác động bởi cái hoạt động tuyên truyền ni khai tự trị. Thế và bị ảnh hưởng cái tà đạo Dê Sùa Bà Cô Dợ. Không những Việt Nam mà cả đối với Lào và một số quốc gia. Huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, năm 2018, gần 70 hộ, hơn 400 người thuộc 15 bản của 6 xã trong toàn huyện tham gia hoạt động tà đạo. Các hoạt động tà đạo này có tác động xấu tới đời sống của người dân. Hoạt động là đi khai tự trị, các đối tượng lợi dụng cái niềm tin tôn giáo để tuyên truyền tập hợp lực lượng. Và điển hình nhất là cái vụ xảy ra tập trung đông người ở Hồ Khon Nậm Kè. Chúng ta đã làm tan rã là ban tổ chức, kiềm chế sự ngăn chặn tuyên truyền tác động lôi kéo từ ngoài vào. Quản lý chặt chẽ các hội lại đối tượng trên địa bàn để không cho đối tượng tái hoạt động. Tà đạo này thời gian gần đây là hoạt động tương đối phức tạp, mà chúng đã triệt để lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, đặc biệt là các cái trang mạng xã hội ứng dụng để tuyên truyền lôi kéo người dân theo các loại tà đạo này. Âm mưu của các thế lực phản động lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo là hết sức rõ ràng, nhưng nhiều người dân vẫn mắc mưu bọn chúng. Chúng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, lợi dụng việc Internet đã gần phủ kín địa bàn tỉnh Điện Biên để lôi kéo người dân tộc có hoàn cảnh khó khăn bằng cách dụ dỗ, tài trợ tiền, lợi ích vật chất. Sau nhiều năm đấu tranh, âm mưu đòi ly khai tự trị, lập vương quốc riêng của những kẻ ảo vọng, chà đạp lên cuộc sống yên bình của đồng bào Mông đã bị vô hiệu hóa. Theo thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ, tính đến tháng 12 năm 2022, cả nước có khoảng 85 tà đạo, tạp đạo, tổ chức bất hợp pháp mang danh nghĩa tôn giáo và được gọi chung là đạo lạ, có những loại hoạt động trái với chuẩn mực đạo đức xã hội và truyền thống văn hóa, chia rẽ đoàn kết dân tộc, tôn giáo. Những hoạt động tà đạo không chỉ xâm phạm đến an ninh quốc gia mà còn ảnh hưởng đến sự toàn vẹn của chủ quyền lãnh thổ đất nước. Thực tế thì mọi sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam đều được thực hiện trong khuôn khổ hiến pháp, pháp luật Việt Nam. Nhà nước nghiêm cấm bất kỳ ai lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật. Vậy thì làm thế nào để nhận diện đâu là tôn giáo hoạt động theo pháp luật và đâu là những tà đạo nguy hại cần phải ngăn chặn? Như chúng ta đã biết, để hạn chế được các tà đạo thì không còn cách nào cả là cái cấp ủy chính quyền
phải luôn luôn quan tâm đấy, và làm tốt cái công tác tư tưởng, công tác dân vận, vấn đề đoàn kết toàn dân. Đấy, về ngày hội đoàn kết toàn dân, bởi vì chúng ta thấy rằng là tất cả mọi cái từ vấn đề chống phá rồi vấn đề tuyên truyền đều vào dân. Đấy, cho nên chúng ta phải biết rằng phải luôn luôn tuyên truyền vận động người dân của mình nâng cao ý thức, đấy, nâng cao tinh thần, rồi trang bị cho những người dân cái vaccine để chúng ta chống lại các thế lực thù địch, đấy, luôn luôn để cho rằng mình sẽ để người dân của chúng ta nâng cao cảnh giác. Và tất cả những cái tuyên truyền không phải từ đảng nhà nước ta đều là những cái tuyên truyền có hại, tuyên truyền chống phá. Lợi dụng khó khăn, hạn chế trong nhận thức, điều kiện sinh sống, địa hình xa xôi, hẻo lánh, ít thông tin của một số cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam để tạo vỏ bọc tôn giáo trở thành chiêu bài hiệu quả, vừa gây dựng lực lượng, vừa hoạt động chống phá nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây chính là hoạt động xâm phạm đến an ninh quốc gia Việt Nam, ảnh hưởng đến sự toàn vẹn của chủ quyền lãnh thổ đất nước. Việc đấu tranh ngăn chặn, tiến tới xóa bỏ các loại hình tà đạo, các tổ chức bất hợp pháp mang danh nghĩa tôn giáo là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước ta. Tháng 3 năm 2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã đưa ra xét xử công khai 14 bị cáo vì có các hoạt động tuyên truyền chống phá nhà nước xảy ra tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Kết thúc phiên tòa, Sùng A Xính, Lầu A Lệnh với vai trò chủ mưu cầm đầu là người khởi xướng lập nhà nước Mông và trực tiếp soạn thảo điều lệ, cương lĩnh, mô hình tổ chức, chịu mức án chung thân. 12 bị cáo còn lại chịu mức án từ 24 đến 20 năm tù giam. Thì hiện nay là công an tăng cường các cái biện pháp để quản lý các đối tượng, thường xuyên xuống địa bàn để kiểm danh kiểm diện, đấy, nắm chắc những cái diễn biến tư tưởng, và đồng thời là cũng tham mưu cho cấp của chính quyền, đấy, tăng cường triển khai các cái đề án, các cái dự án, các cái chương trình, đặc biệt cái chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế, hỗ trợ cho các cái hộ, các cái trường hợp bị lầm lỡ trở về địa phương mà người ta hiện nay đang cải tạo tốt, trở thành những người công dân tốt. Từng bị lôi kéo tham gia vào các hoạt động tà đạo, tin vào lời hứa của tà đạo, không cần làm cũng có ăn, theo đạo sẽ được chu cấp của cải vật chất. Gia đình Vàng A Xình và các hộ dân không lao động, khiến cuộc sống của họ đã nghèo đói, càng khó khăn hơn. Khi được lực lượng chức năng đến tuyên truyền giải thích, anh mới thực sự hiểu. Tà đạo là trái pháp luật nên tôi đã không nghe theo vào, quay về theo đạo chính thống. Gia đình tôi được Bộ Công an cho nhà, tôi rất biết ơn. Giờ nhà tôi không phải lo tiền làm nhà nữa, chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế và sống đúng quy định của pháp luật. Họ hứa là họ sẽ là lập vương quốc Mông, lập vương quốc Mông. Nhưng mà cái đấy là một cái sai trái chống với đảng, pháp luật của nhà nước. Hiện tại là tôi sẽ không nghe, không theo, mới lại là cái kệ xấu, cái thế lực thù địch mà lôi kéo, mà theo như đảng, pháp luật của nhà nước, thì bây giờ cái cuộc sống của tôi là tôi sẽ được thay đổi. Còn đây là buổi tuyên truyền được lồng ghép vào sinh hoạt tôn giáo tại xã Ma Thi Hồ, huyện Mường Trà. Những hoạt động như thế này đã giúp người dân hiểu hơn về chính sách pháp luật của đảng và nhà nước. Nếu như là có những người nào mà họ đến đấy, những người lạ vào địa bàn đấy, thì mình phải gọi để nó không xâm nhập vào chung điện nhóm của mình, và để nó không được tuyên truyền những cái mà sai về tôn giáo với lại những cái mà không đúng theo pháp luật. Để đấu tranh với các đối tượng cốt cán cầm đầu thì công tác tuyên truyền để người dân không nghe, không theo tà đạo là nhiệm vụ song song cấp thiết đối với lực lượng công an tỉnh cũng như các ban ngành ở Điện Biên. Đồng thời, các cơ quan chức năng đã chủ động gặp gỡ, tranh thủ phát huy vai trò của hơn 1.200 người có uy tín, chức sắc, chức việc trong tôn giáo, tham gia tuyên truyền vận động số dân bị ảnh hưởng của hai tà đạo này, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, tác động, hướng lái họ chuyển sang tin theo các hệ phái tin lành phù hợp. Em cảm thấy là giáo hội Liên đoàn Truyền giáo thì không có giấy tính cách pháp nhận, thì em cảm thấy giáo hội Bát Tý thì có giấy tính cách pháp nhận và đặc biệt và cũng dễ dàng hơn nên chuyện về Bát Tý. Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, cấp ủy chính quyền các cấp
tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các cái nghị quyết, các cái kế hoạch, các cái chương trình, chính sách của Đảng, của nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên để nhân dân yên tâm lao động sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và không nghe theo luận điệu của kẻ xấu. Để ngăn ngừa không để tà đạo và đạo lạ tiếp tục xâm nhập vào Việt Nam, đặc biệt là các vùng biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số, cũng như là tuyên truyền cho người dân không bị tác động, ảnh hưởng, không tin theo tà đạo và đạo lạ. Ngoài công tác phòng ngừa đấu tranh, công tác vận động quần chúng nhân dân giữ gìn phong tục truyền thống của dân tộc, thực hiện tốt chính sách dân tộc tôn giáo để củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số là rất quan trọng. Những cái tà đạo người ta cho rằng là thôi, không phải đi học, cứ học theo những cái tà đạo này là đời sống khác không khá lên. Thế cho nên là một vài thôn bản, thậm chí có những cái xã là đồng bào không cho con đi học. Đấy, ví dụ như thế. Thứ hai là những cái tà đạo này họ tuyên truyền những cái nghi lễ mà nó cũng hết sức là phản khoa học. Đấy, ví dụ như thế. Ví dụ như là anh không phải lao động, anh không phải đi lao động. Thì con người ta lao động là vinh quang chứ. Lao động thì mới sản sinh ra của cải vật chất ấy, mà không đi lao động. Đấy, ví dụ như thế. Hoặc là đi vào cái chủ nghĩa tôn sùng cá nhân. Người ta muốn là đấy, chỉ có những cái ông chủ của những cái tà đạo này, ví dụ như là đối với cái tà đạo Dương Văn Mình, đấy, thì ông ấy là chỉ có sùng bái ông thì mới có thể phát triển được. Đấy. Ở đây có một ý là tất cả những cái những người tự xưng về cái tà đạo để tuyên truyền chống phá của ta là cũng còn cho rằng là giật dây rồi của các thế lực thù địch. Cho nên vấn đề mà chống lại các tà đạo, chống lại những cái các thế lực thù địch ấy, thì Đảng ta đã có những cái giải pháp mà hết sức thiết thực, thậm chí là chúng ta trực diện đấu tranh với các tổ chức ở nước ngoài mà đang có những cái ý đồ xấu, đang có những cái việc chống phá mang tính chất là quyết liệt và hết sức là cụ thể đối với chúng ta. Thưa quý vị, với đặc thù là quốc gia đa tín ngưỡng tôn giáo, Việt Nam được ví như bảo tàng tín ngưỡng tôn giáo của thế giới. Mặc dù các tín ngưỡng tôn giáo tồn tại đan xen, thế nhưng không có xung đột tôn giáo. Các chức sắc tín đồ tôn giáo đều tích cực tham gia và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước. Có được kết quả này là do việc thực hiện các chính sách pháp luật về tín ngưỡng và tôn giáo của Việt Nam đã đáp ứng tâm tư, tình cảm và nguyện vọng chính đáng của chức sắc tín đồ tôn giáo. Một số đối tượng thù địch, phản động tìm mọi cách chống phá, tuyên truyền, xuyên tạc trắng trợn về tình hình bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo chính thống đã bị vạch trần. Tuy nhiên, làn sóng ngầm tà đạo vẫn âm thầm len lỏi trong đời sống xã hội, đòi hỏi các cơ quan chức năng cũng như là mỗi người dân nêu cao cảnh giác và luôn yêu mến gắn bó phong tục truyền thống của dân tộc mình, chính là góp phần chặn đứng sóng ngầm tà đạo một cách hữu hiệu nhất. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.